À, đầu tiên em xin tạo tất cả các anh cần thủ đam mê cá, nhất là những anh em cần thủ đam mê câu lục đánh giặc bờ biển. Hôm nay em sẽ lên cho mình là tất cả là 9 con máy có lông, có sải cước nhanh, có thay nồi, có giá từ bình dân đến tầm trung cho những anh em nào đam mê câu cá. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Đây đây máy số 1. Ngoại hình thì xuất sắc theo thời gian, nhưng mọi chức năng hoạt động bình thường. Hàng của Nhật, bao bì sống. Ok, hoạt động thì em mở rồi, không còn gì phải bàn nữa. Đấy, cứ ok. Con này xây tầm 10.000. Đây, cước 10 được 200 m, cước 8 được 250 m, cước 12 được 170 m. Xây này sẽ tầm 10.000. Máy hoạt động êm mượt. Hàng này là hàng Đài Hoa Emblem X. Ngoại hình rất là ok. Giá con này em đang bán công khai cho anh em luôn là 1,1 triệu cộng ship. Máy số 1, triệu 1. Em chuyển qua máy số 2. Rồi, tiếp theo máy số 2 có em lên cho anh em là vẫn là con Daiwa qua 5500X BT, cũng xuất sắc theo thời gian. Mô bình sống. Hoạt động ok. Con này sẽ tấm tầm 10.000. Đây hệ thống số cước. Máy chạy 3 mặt đạn, cước 10 được 200 m. Cước 12 được 170 m, cước 8 được 250 m. Xem 10.000. Hoạt động ok. Đấy, cước ok. Con này vẫn là 1 triệu mốt nha anh em, giá 1 triệu mốt. Đây. Con số 3 là con Daiwa Emblem. Con này chạy 6 mặt đạn, tay quay cái mặt đạn là tay quay gỗ. Rất là êm. Mặt lòng ok. Em mượt không bung lắc. Hàng vẫn là hàng của Nhật nha anh em. Mô bên thì mới sống. Không độ cháy. Mặt lòng ok. Em mượt. Bên thì ok, lấy cước cũng ok luôn. Con lăn là con lao bằng sứ chống ăn mòn. Máy em kiểm tra con lăn hết nha anh em, con mọi con lăn đều lăn hết. Giá này em công khai luôn là 1,3 triệu. À, để em đọc xe cước. Xây con này là xây 7 ngang. Cước 6 được 200 m. Xe này sẽ 8 ngàn. Cước 8 được 200 m. Cước 10 được 150 m. Xe 8 ngàn, 9 ngàn. Hoạt động ok. Tiếp theo của mình là con máy xúc 1, 2, 3, 4. Mua bên thì mua bên sống. Hoạt động ok, êm mượt, không rung lắc. Cốt thì cốt to. Con lăn thì con lăn bằng sứ. Hàng này là hàng Shimano GT, chỉ 5 mặt đạn, hàng của Nhật. Ok. Máy này xây cước là cước 5 được 200 m, cước 6 được 170 m, xây tầm 6.000, 7.000. Cái cước ok. Mô bên ok. Đủ tem. Giá con này em đang bán là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu. Ngoại hình tầm khoảng 90%.
giá 1,4 triệu hoạt động êm mượt. Máy số 5 của mình là con Daiwa 5000T. Con này ngoại hình tầm khoảng 95%. Đây. Hàng của Nhật, rất là bóng, máy rất là bóng. Mô bin là mô bin sống. Con lăn là con lăn bằng đồng thau. Đây, không nứt nẻ gì hết anh em, hoạt động ok. Đây, rất là êm mượt. Không rung lắc. Sống xây con này là xây xe 10.000, cước 8 được 200m, cước 5 cước 10 được 150m, xây 10.000, xây 10.000 chỉnh của Shimano. Giá con này em công khai luôn là 1,4 triệu cộng ship, tất cả giá em báo trên đây là đều cộng ship nha anh em. 1,4 triệu, máy hoạt động êm mượt. Tiếp theo là con máy số 6. Máy số nào là máy số 6. Vẫn là con 5000T, một cặp. Về đúng một cặp này luôn. Đây. Xây cước thì là xây số 10 cho được giống con kia luôn. Được, số 10 được 150, số 8 được 100 200m. Xây này xây là 10.000. 8.000 10.000. Hoạt động không gì phải bàn, không rung lắc. Mô bin là mô bin sống. Con lăn là lăn bằng sứ, đó là bằng thau. Đó, ok. Đây, máy hoạt động ok. Mô bin sống, lấy cước im mực. Có chống gói cước nha nè, chống gói cước. Giá vẫn là 1,4 triệu. Máy số 6. Rồi em lên hai con ba máy cuối cùng là máy số 7, số 8 và số 9. Hai con này là dòng tầm trung cho anh em câu lục. Hàng này có xả cước nhanh. Đây còn phun hợp bao đai qua bao qua sắt quy đê. Máy hai nồi phun hợp sắt đông đền. Đây đông đền theo ái sắt lô phụ. Để em giới thiệu cụ thể qua máy cho anh em xem. Đây, con này là con Bauer Sub. Hàng này chia cho anh em đánh lục. Ngoại hình con này cũng khoảng 90%, 92%. Rồi, ok. Con này có hỗ trợ xả cước nhanh. Hàng này là hàng Thái Lan xuất Nhật. Đây anh em. Đây. Cứng. Hỗ trợ xả cực nhanh. Hoạt động êm mượt, không rung lắc. Này lắc tài không có quầy nữa. Anh em đủ thấy độ mượt nữa rồi. Để em đặt thông số cước này. Lô này thì là lô 4.000. Máy thì là máy xây tầm 10.000 của Shimano, nhưng mà lô cước thì lô cước 4.000. Cước 4 cho được 150m, cước 5 cho được 120m. BE thì BE 2.5 cho được 200m. BE 3 thì cho được 150m. Máy hoạt động ok, hỗ trợ sợi cước nhanh. Có hai lô, một lô theo máy và một lô phụ. Lô phụ này là lô có BE sẵn luôn. Cái này lô này xấu, nó bay thông số cước, em không rõ. Đây thông số nó ghi trên nồi là dòng tua là 1 3.9.1, cân nặng là 585g, 5 mặt đạn, tải mát là 15kg. Anh em nhiều cá trên 15kg cũng ok, bình thường như nó. Đây thông số anh em xem kỹ giúp em nha. Khuôn hợp sắt. Con này em bán giá công khai là 2,3 triệu. 2,3 triệu cộng ship. Hai nồi. Đây. Tiếp theo cho mình là con máy số 7. Đó là con máy số 8.
vẫn là con bao súp 4.000. Con này vẫn hỗ trợ là hai nồi, ngoại hình con này khoảng tầm 90-93%, lao động ok, im mượt, hỗ trợ công nghệ xả cước nhanh. Nồi thì bóng, rất là bóng. Đây, có điểm này đi ăn muối tí nhưng không thành vấn đề. Đây, hai nồi nó phụ rất là ok nha anh em. Con này là một nồi 4.000 và một nồi 6.000, cước nằm được 200m, cước 6 được 150m, đĩa 3 được 250m, đĩa 4 được 180m. Con này chuẩn đánh lục nha anh em, đánh xa bờ thì ok luôn. Đó, mô bin hoạt động êm mượt, máy tặng lông đền đi kèm máy, sắp hợp sách hướng dẫn, hoạt động êm mượt. Giá con này là 2.500.000 nha anh em, 2.500.000. Máy số 8 rồi, máy số 9. Máy số 9 của mình là con bao qua súp 4.000, vẫn là con bao qua súp 4.000, hàng của Thái Lan xuất Nhật, mua bên ok. Một nồi này có cước là nguyên xin cước Nhật đem về nha anh em. Cước này là nồi này vẫn là nồi 5.000. Nồi bên đây là nồi 6.000. Vẫn là hai nồi, rất là ok, máy này rất là bóng. Vẫn có giá là 2.500.000 nha anh em, 2.500.000. Đi theo máy là sách hướng dẫn, lông đền, phụ kiện đầy đủ. Thì bao qua sắp 4.000 VD. Con này cũng vậy luôn. Ba con nào cũng bao qua sắp 4.000 VD hết. Máy số, để em nhắc lại, máy số này là 2.300.000, 2.500.000 và 2.500.000. Thì con này nó xước một chút, cái nồi phụ, tất cả hoạt động là ok hết. Cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán, em có để số điện thoại trên trang á, anh em nào coi thì anh em nào ưng thì liên hệ em tư vấn